Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đi thăm chúc Tết các bộ ngành và các cơ quan đơn vị. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đình chỉ vụ án đối với bà Trần Thị Ngọc Sương, anh hùng lao động, nguyên giám đốc nông trường Sông Hậu. Iran thông báo đã tiến hành tiếp xúc với các cường quốc phương Tây nhằm tái khởi động tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân vốn gây tranh cãi của Tehran. Tuy nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu đã phủ nhận thông tin này và cho biết vẫn đang chờ đợi những động thái nghiêm túc hơn từ phía Tehran. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, sáng 19 tháng 1, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lão thành cách mạng cùng dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại nhà 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Kính cáo trước bàn thờ Bác, Tổng Bí thư nêu rõ, năm 2011, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã thu được những kết quả quan trọng và có ý nghĩa trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tiếp tục nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Trong cố gắng chung của toàn Đảng, toàn quân và dân ta, của các ngành, các cấp, các giới có sự đóng góp của cán bộ, nhân viên khu di tích. Nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên khu di tích, Tổng Bí thư mong muốn cán bộ nhân viên khu di tích tiếp tục làm tốt hơn việc giữ gìn, phát huy giá trị các hiện vật di sản về Bác, đó là những giá trị về tư tưởng, văn hóa, nhân cách Hồ Chí Minh. Mỗi người dân đất Việt khi đến đây không phải chỉ để tham quan mà còn để học tập, rèn luyện, liên hệ với chính mình. Sáng cùng ngày tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật và chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành cách mạng. Năm 2011 có nhiều sự kiện quan trọng, nhiều khó khăn thách thức mới, nhưng chúng ta cũng đã đạt được những thành quả ban đầu rất có ý nghĩa của năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Những thành quả này là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu chung của toàn dân, toàn quân, toàn Đảng dưới sự lãnh đạo rất sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sự chỉ đạo nhanh nhạy quyết liệt của Chính phủ, sự đồng lòng nhất trí và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân ta trong nước cũng như là đồng bào ta ở nước ngoài và được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư chỉ rõ, trong năm tới, dự báo tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về kinh tế tài chính. Chúng ta tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường quan hệ đối ngoại phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, chúc đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài bước sang năm mới có thêm niềm tin mới, khí thế mới, đồng lòng nhất trí phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm Nhâm Thìn 2012. Ngày 19 tháng 1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đi thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Quốc phòng. Lãnh đạo chỉ huy các đơn vị quân chủng binh chủng đã bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Trực tiếp là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm chúc Tết toàn quân. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định, năm 2011 được sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban ngành trung ương và địa phương trên cả nước, toàn quân đã có nhiều đổi mới, triển khai tốt các mặt công tác, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lao động sản xuất, tham gia tích cực phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, đối ngoại quốc phòng qua cầu truyền hình trực tiếp.
tiếp, đại diện quân khu 5, quân khu 2, quân khu 9, cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo Trường Sa lớn đã hứa với Chủ tịch nước sẽ luôn trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ biên giới biển đảo, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc toàn quân năm mới dồi dào sức khỏe, năm mới đạt nhiều thắng lợi mới. Chủ tịch nước khẳng định, năm 2011, đất nước bước vào năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm với nhiều sự kiện trọng đại. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, bầu cử Quốc hội khóa 13 được tổ chức. Hơn lúc nào hết, các lực lượng vũ trang quân đội đã đảm nhận tốt trọng trách giữ gìn an ninh chính trị Tổ quốc. Chủ tịch nước biểu dương Bộ Quốc phòng trong những ngày Tết đã quán triệt chỉ đạo của Trung ương, chỉ thị các đơn vị tổ chức đón Tết với tinh thần vui tươi lành mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Chủ tịch nước tin tưởng sang năm 2012, toàn quân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cùng ngày, thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1, Tổng cục An ninh 1, Bộ Công an. Đơn vị hai lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng đi có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an. Trong không khí vui đón Tết cổ truyền, đông đảo cán bộ chiến sĩ Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1 đã bày tỏ vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xem đây là vinh dự của lực lượng trinh sát kỹ thuật Tổng cục An ninh 1. Lãnh đạo đơn vị đã báo cáo Chủ tịch nước những nét chính về truyền thống lịch sử 57 năm của ngành, khẳng định quá trình hình thành của lực lượng luôn gắn với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập chủ quyền, giữ gìn trật tự an ninh của đất nước. Từ những ngày đầu chỉ có 5 cán bộ chiến sĩ với phương tiện thô sơ, đến nay quân số trang bị của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1 đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công xuất sắc. Nói chuyện và chúc Tết các cán bộ chiến sĩ, Chủ tịch nước biểu dương thành tích của đơn vị. Chủ tịch nước cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu chống phá và triệt để lợi dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin để thực hiện hành vi chống đối. Trách nhiệm của lực lượng kỹ thuật ngày càng khó khăn, đòi hỏi toàn ngành cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Chủ tịch nước tin tưởng, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, lãnh đạo cục và mỗi cán bộ chiến sĩ cần quán triệt nghiêm túc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, tập trung đổi mới hệ thống trang thiết bị theo hướng hiện đại, vượt lên thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Vào chiều ngày 19 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng đã tới thăm và chúc Tết lực lượng công an nhân dân tại trụ sở Bộ Công an và được truyền hình trực tuyến tới công an 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2011, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác công an, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Nói chuyện thân mật với các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng những kết quả đạt được trên các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân đã đóng góp xứng đáng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước trong năm 2011 vừa qua. Nhấn mạnh, bước vào năm 2012, bên cạnh những thuận lợi cơ bản trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, những khó khăn, thách thức còn rất lớn. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, lực lượng công an nhân dân phải hành động một cách quyết liệt, đồng bộ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2012. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, ngành công an phải hết sức lưu ý việc tăng cường lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, pháo nổ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu thực hiện được mục tiêu đưa số vụ, số người bị thương và bị tử vong do tai nạn giao thông thấp hơn năm 2011, đảm bảo cho nhân dân đón xuân mới an toàn, vui tươi, lành mạnh. Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin yêu được Đảng và nhân dân giao phó. Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Vào chiều ngày 19 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đoàn 4 thượng nghị sĩ Mỹ do thượng nghị sĩ John McCain dẫn đầu đang thăm Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp nhiều mặt của thượng nghị sĩ John McCain và các thượng nghị sĩ trong đoàn đối với sự tiến triển trong quan hệ Việt-Mỹ thời gian qua, đồng thời thông báo với đoàn một số nét về kinh tế xã hội của Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng khẳng định trong triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, bình đẳng, hai bên cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp của mỗi quốc gia. Việt Nam tiếp tục coi Mỹ là một trong những đối tác hàng đầu, mong muốn hai nước nâng cao quan hệ lên tầm cao mới. Nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Đề nghị các thượng nghị sĩ tác động để chính phủ Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường và trao đổi quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập cho Việt Nam. Tăng cường hợp tác và hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh, nhất là vấn đề xử lý hậu quả chất độc da cam dioxin. Hỗ trợ Việt Nam đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thay mặt đoàn, thượng nghị sĩ John McCain bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam và chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Các thượng nghị sĩ khẳng định ủng hộ hai nước nâng tầm quan hệ theo hướng đối tác chiến lược, gia tăng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, hợp tác nhân đạo và sẽ thúc đẩy vận động chính phủ Mỹ sớm công nhận nền kinh tế thị trường và trao quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập cho Việt Nam, tăng hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh. Trước đó tại trụ sở Quốc hội thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã tiếp thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, kể từ khi bình thường hóa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Mỹ, đã có rất nhiều tiến triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại rộng mở, hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới vì hòa bình và phát triển. Chuyến thăm của Thượng nghị sĩ John McCain trong khuôn khổ chương trình thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước là rất có ý nghĩa, góp phần tăng cường hợp tác vì lợi ích mỗi bên, vì hòa bình thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngoài thương mại và đầu tư, Việt Nam và Mỹ cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phối hợp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Mỹ nhằm thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước. Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ khóa 13 đang tập trung cho công tác quan trọng là sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Vì vậy, rất cần có sự trao đổi, hợp tác của các bạn bè quốc tế và các cơ quan liên quan. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, với vai trò uy tín của mình, Ngài Thượng nghị sĩ sẽ tích cực hơn nữa trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mỹ. Thượng nghị sĩ John McCain bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, cảm ơn Quốc hội đã luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan ngoại giao Mỹ tại Việt Nam trong việc phát triển các chương trình, dự án hợp tác. Thượng nghị sĩ John McCain mong muốn cơ quan lập pháp hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng pháp luật, giám sát các công trình quốc gia.